Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong hôm nay có gì hot ngày 12 tháng 12 với những tin tức công nghệ cực kỳ nóng hổi không thể bỏ qua. Như chúng ta đã biết thì các nhà mạng hiện nay đang bắt tay để thực hiện chiến dịch thu hồi toàn bộ SIM kích hoạt sẵn để nhằm ngăn chặn tình trạng tin nhắn rác vốn đã gây nhiều khó chịu cho người dùng trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, chính điều này đã làm cho không ít người bị khóa nhầm SIM, bởi lẽ chúng ta vẫn thường có thói quen ra mua SIM sẵn để sử dụng chứ không hề mang đi đăng ký chính chủ. Nhưng cũng đừng lo lắng quá, bởi bạn có thể kiểm tra thuê bao của mình có chính chủ hay không bằng cách soạn nội dung tin nhắn TTTB gửi đến 1414 để kiểm tra. Và nếu thấy thông tin chưa chính xác thì hãy nhanh chóng mang chứng minh thư nhân dân đến các điểm giao dịch của nhà mạng để đổi lại thông tin, tránh trường hợp bị thu hồi nhầm hay tránh cấp SIM nhé. Để tiếp tục bổ sung cho hệ sinh thái của mình thì mới đây Xiaomi đã cho ra mắt một chiếc xe trượt scooter chạy điện thông minh có phần khung làm từ kim loại nhôm cao cấp, rất nhẹ và có thể gập lại một cách dễ dàng để mang theo. Chiếc xe trượt scooter này được trang bị một động cơ điện giúp xe chạy được đến 30 km mỗi lần sạc. Bên cạnh công nghệ chống bó cứng phanh điện tử EABS đảm bảo an toàn khi phanh gấp, giá bán của chiếc xe trượt đến từ Xiaomi sẽ vào khoảng 5,5 triệu đồng. Bạn có dùng Android không? Android là một trong những phần mềm chuyển dữ liệu từ PC sang smartphone bằng Wi-Fi phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, ứng dụng này lại đang gặp một lỗi bảo mật lớn, cho phép hacker sử dụng cùng mạng Wi-Fi để có thể truy cập vào thông tin của người dùng, thậm chí còn có thể thực hiện một số những đoạn mã trên điện thoại của chủ sở hữu. Chính vì vậy, vào thời điểm hiện tại, các bạn nên sử dụng một cách thức hoặc ứng dụng chuyển dữ liệu khác cho nên khi Android tung ra bản cập nhật để khắc phục lỗ hổng này. Cuối cùng, bộ đôi điện thoại giữ giá lâu nhất của Samsung là Galaxy S7 cũng đã chịu giảm giá. Mỗi model giảm 2 triệu và vẫn giữ nguyên ưu đãi quà tặng hấp dẫn trước đó. Cụ thể là Galaxy S7 mới sẽ có giá là 14,9 triệu đồng, còn Samsung Galaxy S7 Edge sẽ có giá mới là 16,9 triệu đồng, kèm theo quà tặng lên đến 2,8 triệu đồng. Đây có lẽ là tin vui dành cho các bạn dự tính mua hai sản phẩm này vào dịp cuối năm rồi phải không nào? Và bây giờ sẽ là phần quảng cáo. Các bạn đã like page phụ kiện công nghệ Savonet chưa? Đây là nơi mà Savonet sẽ tung ra những ưu đãi đặc biệt dành cho các phụ kiện đang hot trên thị trường. Hai flash sale giảm giá nhanh của tuần này là tai nghe LG QuadBit 3 với giá chỉ 199.000, giúp tiết kiệm lên đến 100.000 đồng. Và chương trình mở code bán Mi Band giá 99.000 lần thứ 3. Hãy click vào đường link bên dưới để biết thêm chi tiết nhé. Và trên đây là những tin tức công nghệ hot nhất của ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hôm nay có gì hot vào ngày mai.